Sao? Chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi. Giờ chỉ chờ khách đến thôi. Hôm nay chắc là cực kỳ đông khách đấy. Tôi rất là hào hứng. Tôi cảm giác hồi hộp giống như cái ngày xưa anh em mình đi thi đại học ấy bạn ạ. Cứ nhớ cái thời đấy không? Cảm giác tôi hồi hộp như thế luôn đấy các ông ạ. Mà ngày hôm nay nhá, tự nhiên khách đến thì một chốt một quả. Nó vui luôn. Này, tôi không đồng ý vừa mở công ty ra mà lại có hợp đồng sớm thế đâu. Ấm quá, lộc lá sớm quá, hái mỏi tay. Ôi, lộc đây cô, là cô. Ôi, cô Ngân. Chúc mừng ba chàng trai nhá. Khai trương hồng phát, làm ăn là phát tài phát lộc nhá. Dạ. Còn riêng ông cháu của tôi ấy, là chúc cho ông cháu sắp tới ký hợp đồng mỏi tay. Ôi trời ơi cô ơi, bọn cháu mong là ngày hôm nay ký mỏi luôn này cô ạ. Cứ nỗ lực hết mình, không gì là không thể nhá. À cô, bố mẹ cháu đâu ạ? À, bố mẹ cháu đang dở khách nên đến sau. Còn cô thì đại diện mang quà cáp đến trước cho nó hoành tráng. Nhưng mà hình như là cô là người đến đầu tiên hả? À, không không cô, trước cô là có ba bọn cháu rồi đấy ạ. Cái thằng này, mày á, cứ hở ra một cái là mày chọn cô thôi. Này, nói cho mấy ông biết, tôi mở hàng á, hay là khai trương cho ai là hên lắm đấy nhá. Chỉ có phát tài phát lộc thôi. Thế thì anh em đâu, lấy luôn hợp đồng cho cô Ngân ký. À, sao không có ngay? Cô Ngân sẽ là người mở hàng ngày hôm nay luôn. Ôi, ký luôn nên sao phải xoắn. Đây, cô ơi, ngày đầu tiên khai trương mà đã có cô mở hàng cho như này thì lộc lá phải biết đấy ạ. À. Tại sao? Tại sao? Sao đây? Tại sao cô mặc màu vàng? Trông cô rực rỡ hào quang thế này. Thằng này, mày chỉ được cái nói. Nói đúng. Làm cho bà cô. Chúng mày cứ động viên cô thế là. Là cô lão hóa ngược đấy. Cô lão hóa ngược thì bọn cháu càng mừng. Ê, giới thiệu mọi người nhá. Cô Ngân sẽ là kế toán trưởng của công ty chúng ta. Wow. Không những thế nhá, cô Ngân còn là cổ đông lớn nhất. Cái gì? Hẳn là cổ đông lớn nhất luôn. Đúng rồi. Cô có sao đâu. Thật ra nói thẳng toàn người nhà với nhau. Cô Ngân là cổ đông duy nhất. Bởi vì là 100% cái vốn mà tôi bỏ ra để cho công ty mình thành lập ra ấy là cô Ngân cho vay. Ôi giời. Cháu chào chủ tịch hội đồng quản trị ạ. Cô đúng là một cái người mà biết nhìn xa trông rộng. Một khi mà cô đã quyết định đầu tư vào một công ty mà có ba bọn cháu làm trụ cột thì xin lỗi cô luôn, kiểu gì cũng thắng to. Ôi giời ơi, khá quá gớm. Các ông nói mà tôi cứ cảm tưởng như là tôi sắp giàu to đến nơi rồi đây này. Ôi. Sắp được cầm tiền đến nơi rồi đây này. Ôi. Thế thì cô không hiểu rồi. Không phải nghiễm nhiên mà ba nhân tài lại cùng tụ lại một công ty cô ạ. À, cô Ngân ơi, nhân ngày khai trương công ty, cô cháu mình kèm một cái cho cuộc đời tươi sáng khai trương hồng phát ạ. Dạ, nhất trí. Nào, cụm ly nhân dịp sắp phát tài nào. Khai trương hồng phát. Yeah. Rượu ngon đấy. Được không cô? Cháu mời cô ạ. Cô. Đấy. Cô làm ít hoa quả cô. Đây, cháu mời cô. Đấy. Ông cháu ơi. À, em chào anh. Anh Tùng có ở trong đấy không ạ? Nó đang bận. Cô hỏi nó làm gì? À vâng, em biết hôm nay là bận. Nhưng em muốn gặp mặt anh ý để chúc mừng công ty anh khai trương anh ạ. Gặp mặt gì? Có gì cô nói luôn với tôi. Hôm nay là ngày quan trọng mà anh. Em muốn gặp mặt trực tiếp anh ý để chúc mừng anh ý thôi ạ. Không đi đâu cả. Có cái gì đâu mà anh phải nặng lời thế ạ? Em chỉ muốn gặp mặt trực tiếp anh Tùng để chúc mừng công ty anh khai trương thôi mà. Cô biết là ngày quan trọng thì làm ơn cô đừng phá cái ngày quan trọng của nó. Ly, có việc gì đấy? Em vào đi. Chúc mừng công ty anh khai trương nhá. Anh cảm ơn. Ok chưa? Này, mày bị làm sao đấy? Hả? Riêng đối với tao nhá, loại này tao không bao giờ tao tiếp. Tuấn đây, mày cư xử là một người có học một chút đi. Hôm nay là ngày quan trọng, mày đừng có cư xử đấy. Đối với cái loại người này nhá, không bao giờ tao cần phải lịch sự. Cho nó ra khỏi tầm mắt cho nó lên. Tao sẽ không tranh cãi với mày nữa. Hôm nay là ngày vui. Có vấn đề gì, tao và mày sẽ nói chuyện sau. Em hỏi Biến. Cô Biến ra khỏi đây. Mấy đứa có chuyện gì mà sao lại mấy đứa to tiếng với nhau thế? Ly à? Chào cho cô ạ. Sorry.
Đi vào trong này uống với cô ly rượu chúc mừng cho công ty của Tùng nhá. Dạ thôi cô ạ. Đi vào đây. Đến đây rồi thì phải vào chứ. Không phải ngại. Đi. Ra ngoài này, tao nói chuyện với mày. Nào, hai cô cháu mình cụm ly. Chúc mừng cho công ty khai trương hồng phát nhá. Nào. Cô ơi, liệu hai anh ấy... Không phải lo. Chuyện đàn ông ấy mà, chúng nó khác tự giải quyết với nhau được. Uống đi. Đấy, ra ngoài này rồi, bây giờ mày muốn làm gì tao thì mày làm đi. Mày cứ nổi khùng lên trong kia để làm cái gì hả? Mày thừa hiểu cái vấn đề là tao không hề nổi khùng với mày. Tao đang tìm mọi cách để giúp mày, nhưng mày vì một con đàn bà mày quay lại mày nổi khùng với tao. Tao hỏi mày, như thế thì mày có còn là bạn tao không? Mày bị điên à? Chính vì là bạn mày đúng là tao mới ngăn mày lại đấy Tuấn ạ. Mày là một thằng đàn ông, mày cứ đi mày chấp vặt một đứa con đàn bà làm gì? Nó không phải là đàn bà, nó là một con hồ ly tinh. Lòng dạ đàn bà mày chưa hiểu hết đâu Tùng ạ. Nó thấy mày dễ mủi lòng, bây giờ nó quay lại, nó ngọt nhạt với mày, rồi chuẩn bị nó đâm mày thêm một nhát nữa. Này, mày nhìn mặt tao như thế này mà mày nghĩ là người ta có thể đâm tao lần thứ hai à? Hả? Mà vấn đề ở đây nhá, hôm nay người ta mang hoa đến, người ta chỉ muốn chúc phúc cho cái công ty của mình làm ăn phát đạt thôi. Tao xin mày đấy, mày đừng có sinh sự nữa được không? Cái gì? Mày nói tao sinh sự? Đúng rồi đấy. Được, tao sẽ đi vào trong kia, tao tống cổ nó ra đường. Mất vui thì mất vui luôn cả thế. Này, mày đừng có làm như thế nhá. Bây giờ này, thế mày nghĩ là tao cần mày cho phép tao mới làm được điều đấy á? Ờ. Mày không phải là bố tao Tùng ạ. Ừ, đúng rồi, tao không phải là bố mày. Nhưng mà ở cái công ty này ấy, tao là giám đốc, còn mày chỉ là thằng phó của tao thôi, hiểu chưa? Tao không bao giờ để cho mày phá hỏng cái lễ khai trương công ty mình đâu. Làm sếp cơ đấy. Đúng rồi, có một cái nguyên tắc bất di bất dịch như thế này này. Ở công ty ý, sếp nói nhân viên phải nghe, mà mày ý, đang là nhân viên của tao, hiểu chưa? Sếp nói nhân viên phải nghe. Đúng. Kể cả đấy là điều vô lý tao vẫn phải nghe. Tao hỏi mày điều đấy có gì là vô lý? Tao chỉ bảo mày là mày đừng có sinh sự nữa, mày bỏ qua hết tất cả cái vấn đề đấy đi. Thứ nhất, người ta là phụ nữ. Thứ hai, hôm nay là ngày khai trương công ty của mình ấy Tuấn ạ. Mày có thể bỏ qua được vì mày là thằng dại gái, nhưng tao thì không. Tao chỉ cần thấy mặt nó thôi ý, máu điên tao nó cứ sôi lên ý. Thôi, tao không tranh cãi với mày nữa nhá. Tốt nhất ý, bây giờ mày đứng ở ngoài này đi, đừng vào trong kia nữa, mất mặt tao lắm. Này, mày đừng tưởng mày làm sếp nên mày bảo gì tao cũng phải nghe. Làm việc mà công tư không rạch ròi ý, thì mày không xứng đáng làm giám đốc. Mà tao tuyên bố thẳng, mày không hề xứng đáng để làm sếp tao. Nếu như mày đã không coi tao ấy là sếp của mày nữa thì mày cút về nhà đi. Đừng có ở đây nữa. Mày đúng là thằng hèn mới để gái rắc mũi. Mày bảo ai là thằng hèn? Tao bảo mày thằng hèn đấy. Mày bảo ai là thằng hèn? Mày. Này. Mày làm gì đấy hả? Chúng mày làm cái gì? Mày bỏ ra đây. Đừng biết. Ôi. Mày thích không? Này. Mày đừng nghĩ tao không mày. Hôm nay là ngày khai trương đấy. Chúng mày là bạn đấy. Chúng mày định làm gì hả? Chúng mày có muốn cái vận đen kéo đến công ty này không? Hả? Tao nghỉ. Cút.